Chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình chơi tiếp level thứ 27 của trò Mekorama. Cửa 27 này là một mê cung luôn. Rất là thú vị. Nào, thực hành luôn, thực hiện luôn để đỡ làm mất thời gian của các bạn. Nâng cái này lên này, chạy vào đây. Hạ xuống. Rồi, ok. Chạy sang đây, hạ cái này xuống, chạy qua đây, nâng lên, chạy sang đây, rồi nâng cái này lên, chạy qua đây, hạ xuống, chạy sang đây, nâng cái này lên, chạy vào, úi, mình lỡ tay, hạ xuống, chạy sang đây, rồi đấy, hạ cái này xuống, chạy vào, nâng cái này lên, chạy sang đây, và hạ cái này xuống, sắp sửa hoàn tất rồi, nâng cái này lên, và hoàn tất, mình chạy lên, đây và xong, hoàn thành, đã giải mã xong mê cung và qua được cửa level thứ 27. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo, trong những level tiếp theo của Mekorama nhé. Bye bye.